Ôi đó, đó. Ui, ui, ui. Lóc. Dạ, Tâm chào cả nhà đã đến kênh của Tâm nghe nha. Bữa nay Tâm dắt cả nhà làm bài đọc ở nhà để chia sẻ là cái cách để cắm để hiệu quả nha. Cách này cắm kiểu này là chắc Tâm mới sáng tạo ra luôn á nhà ơi. Nè nha. Rồi Tâm chia sẻ cho nhà nha. Rồi đây đây quay nè. Nè cả nhà. Cầm cầm. Nè cả nhà thấy không? Chỉ cần cái nhà tóm lưỡi nha. Rồi xong như vậy nè nha. À, tấm lưỡi xong rồi mình lấy cọng dây cọc ngang xong mình có hai lưỡi vậy nè. Rồi mình có thể cắm ở như ngoài này cắm đâu cái mé không được á nha. Mình có thể đi ra mà kia mình cắm được á nha. Rồi Tâm chỉ cho cái nhà nha. Nè nhà ơi. Cái nhà chỉ cần là lấy cái này nè nha. Gắn vô cái cây sậy là ok nha. Đó nha, vậy nha. Rồi mình đem xuống nước mình cắm luôn nha. Bữa nay Tâm đi cắm là mồi tùng với mồi dế nha nha, thấy không? Quay dựng lục nha, mồi tùng với mồi dế nha. Bây giờ Tâm cắm một cây để quay cho nhà xem nha. Đây là có gì mong mốt có hiệu quả thì cả nhà áp dụng theo nha nha. Đó nhà thấy không? Vậy là ok nha nhà thấy không? À, để tao móc mồi vô. Bạn đang quần lỏng cái này quay được các bạn. Hãy bấm nút lên đi. Cái quay hồi nữa đẩy luôn. Lấy cái thùng dế này đi. Nghe đây nha. Cái nhà cắm xuống hai cây hai ba nhà nha. Đó, mồi có làm móc nữa nha, mồi dế nè. Mồi tùng nè nhà thấy không? Đó, chỉ cần mình để vậy thôi. Cá nó tự động ăn nè, cả nhà thấy không? Tâm đi vô giữa cái đám lừng mà tao còn cắm được nè nhà thấy không? Đó. Nè, bữa nay Tâm cũng 11 cái đường dây vậy nha. Rồi để Tâm cắm cả nhà. Rồi chắc Tâm cắm kết thúc đây nha. Chắc không mất thời gian của nhà, ngày mai có gì Tâm tao bẫy mà có dính quay cho nhà xem nha. Rồi để giờ Tâm đi cắm cả nhà. Rồi Tâm chào cả nhà. Giờ dắt tôi Tâm đi bán về, giờ Tâm đi làm bài đồng thăm mấy con cắm cá thì coi thử dính hiệu quả không cả nhà ơi. Hiện tại cũng đang mưa lâm lâm ở nhà nè. Hồ sen nhà giờ để Tâm bắt đầu xuống nhà bẫy quay cho Tâm nhà. Xuống cái hồ sen này vô thăm bẫy cả nhà. Giờ thăm cây đầu tiên rồi dính không? Chung qua Tâm cắm đây có con cây nè cả nhà. Đó ra nhúc nhích cây về nhà ơi. Nhích cây nha. Đó. Dính không biết cá gì cả nhà. Đó dính nha. Giật à. Đó rồi quá. Rồi nhúc nhích dây thằng nha. Đó, không biết cá gì đây. Đó ra nhà thấy không? Nó lâu gì quá vậy ở đây trong cả nhà. Cá gì đây? Đó đó, đó. Lóc, cá lóc cả nhà. Lóc nha. Ôi đó, đó. Ui. Lóc. Lóc này nha. Đồng luôn nha. Một em ở nhà. Tâm vừa quay vừa gỡ khó quá nha. Lóc đồng nha. Ngon nha. Được em cá lóc đầu tiên cả nhà. Cũng được cả nha. Cũng tổng tổng nha. Tập luôn nha. Đây có ở đây Tâm cắm 3-4 cây đó nha. Bữa nay Tâm cắm chừng qua tới 10-11 đường dây cắm là nha. Ở đây có một cái nè. Dính không? Dính đâu à, không dính nhất. Không dính nhất. Rồi, có cá nữa nha. Dính nữa nha. Dính nữa rồi. Cái gì đây? cá lóc nữa nha. Ui kìa
dữ quá nha. Lóc luôn nha. Ôi ôi dữ à. Ôi xảy luôn rồi. Rồi. Xảy luôn rồi nha. Xui vậy. Xui rồi nè, xảy rồi nha. Ủa quá nha, xảy hết con rồi nha. Trời ơi, ủa, dính cá bự luôn, xảy luôn rồi nha. Chén rồi chứ. Tại Tâm vừa quay vừa thăm á nha. Có mình nên không có bắt nhanh nó được. Ở đây cây nữa nha. Đây đường dây nữa nè. Xem đâu. Hy vọng có cá nữa nha. Rồi sao nó quắn đi quá trời luôn nha. Cá không quắn dữ à. Đó, dính rồi nha. Cái lóc nữa. Giờ Tâm rút kinh nghiệm rồi. Dở nhanh luôn rồi nha. Cái lóc nữa nha. Lại xảy con uổng. Dính nữa rồi nha. Nhà thấy hiệu quả không? Cắm vậy này cá lóc nó dễ ăn lắm. Dính chưa? Vừa thăm vừa con mình cả nha, vừa quay nữa. Khó quá nhỉ. Ui. Ê. Xảy nha. Để quay lắm nè. Rồi được 2 em á nha. Không xảy được 3 em rồi. Trời ơi. Uổng coi. Để anh con rồi. Để đi, làm tiếp nha. Đây con đường dây nữa nha. Bịt bụ nữa nè. Hy vọng có cá này. Ủa rồi, dính nha. Dính rồi, liệt cây hết rồi nha. Liệt cây hết nè. Nhưng có cá gì liệt cây thôi. Rồi nó quắn rồi nha. Ủa cá bự nha. Cá lóc. Rồi, cá lóc bự luôn nha. Quán cỏ này nha, quá trời luôn rồi. Bậy cá bự. Con mình không làm ăn gì được cả nhà. Vừa quay vừa gỡ. Khó quá nha. Lóc bự luôn rồi nha, thấy không? Quá đã nha. Được em. Quá đã luôn nha. Chắc tắt máy gỡ nha. 3 em này ở nhà. Nhà thấy cắm vậy hiệu quả không nha. Đồng không đã lắm nha. Xe lại cái nhà mấy nó xảy. Rồi nhà tạm mưa luôn nha. Thì là cái bẫy này dính. Thấy con dính cá nữa nha. Mưa quá là mưa nha. Cá rô nha. Đồng nha. Đó nhà thấy hiệu quả không nha. Quá rồi. Dính đầu đồng rồi nha. Rồi nhà Tâm cũng thăm hết 11 cái đường dây đây nha. Bữa nay thành quả này nha. Được 3 cá lóc cỡ 1,5 kg nha. Chứ được em lô rồi đồng nha. Thấy hết con cá lóc bự nha. Uổng ghê. Đó. Như đây đủ ăn rồi nha. Thấy hiệu quả không nha. Cắm cái này là dính cá lóc gì lắm nha. Bởi vì Tâm mấy cái bụi này nha, thấy không? Thịt bụi xuyên khói luôn nha. Chắc Tâm kết thúc đây luôn á nha. Trời chuyển mưa quá trời cả nhà ơi. Giờ Tâm đang đứng ở giữa hồ sen rồi nha. Rồi bây giờ chắc Tâm về nha. Để cả nhà mà thấy Tâm cắm đường chia sẻ mà cắm cái đường dây để cắm giữa đồng giữa luồng á nha. Nếu mà thấy hiệu quả nha. Thì cả nhà cho Tâm một đăng ký, một like chia sẻ nha. Để cho Tâm nhiều động lực làm những clip hay hay để cho nhà xem nha. Rồi Tâm chào cả nhà, hẹn cả nhà clip sau nha ơi.